Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về những cái dòng sản phẩm của Pumpkin mà mới vừa về hồi cận Tết luôn em. Những dòng sản phẩm này thì trước đó nó đã hết hàng á, thì mới vừa về hồi sát Tết ha. Đó, sát Tết thì mình cũng có bán được mớ rồi ha. Thì bây giờ anh giới thiệu lại để cho anh em mà đang có nhu cầu về sản phẩm này có thể anh mua. Thì đầu tiên thì đây là cái kéo cắt ống nước ha, kéo này trước bán rất là nhiều luôn, kéo này rất là rẻ, giá đang còn giá cũ ha, con 150 thôi, 150 mà nó tặng thêm cái lưỡi nữa nè nha. Kéo cắt ống nước từ tối đa luôn 42 mm nha. Đó, độ cứng của cái lưỡi làm bằng thép không rỉ nha, độ cứng từ 50 đến 55 HRC, có cái mã là 33624. Kéo này phải nói anh em mua về xài biết nào nó mới ấy luôn á. Bình thường những cái kia anh em cắt xong lưỡi là dục đúng không, cái này nó cho thêm ta thêm cái lưỡi nữa mà giá nó có 150 à. Thôi đã rồi chứ, trong các dòng thì mình thấy cái kéo này là nó rẻ nè. Thì cái lưỡi này thì thông thường trên thị trường mấy anh em mua thông thường đây nè, ở dán kính mít luôn đó, mở ra phải dán gỡ ra đây. Đây cái lưỡi Seiko ha, lưỡi Seiko, và đây là cái kéo đó. Kéo này thiết kế cái lưỡi này, lưỡi nó có cái ngấn này nha, ngấn này rất là hay ha. Bình thường nếu mà cái kéo lưỡi bằng không, nhưng mà kéo xuống nó dễ nó bị mọp móp ống, còn cái lưỡi này nó giúp cho nó ăn xuống nó ngọt hơn nha. Nó thiết kế mà cái đường hai đường lưỡi là đường nghiêng như nè, khi anh em đưa ống vô anh em cắt xuống như nè. À, nên chúng xoay một cái là lắc một cái ha. Hoặc là không cần lắc luôn, nếu mà ống lớn chúng ta lắc một cái cho nó ăn cái lưỡi, cái này nó bóp xuống nó ngọt lắm ha. Còn những cái lưỡi mà lưỡi thẳng á, anh em lấy những cái lưỡi mà nó thẳng băng như nè, thì chúng ta phải phải xoay chút xíu để cho nó ăn nha. Còn nếu mà không máy thì nó sẽ bị móp ống vô. Thì cái dòng Pumpkin này nó vậy đó nè ha, nó thiết kế cái lưỡi vậy, tặng kèm thêm cái lưỡi luôn nha, tặng kèm thêm cái lưỡi, giá con 150 thôi, rất là rẻ nha. Rồi ok. Rồi. Cái này hôm trước cháy hàng luôn anh em, cháy hàng, phải nói là không có hàng để bán luôn. Nhưng mà hôm sau này về hàng rồi ha. Nó về lại rồi. Có thể nói là cái dòng này nó rẻ, mà thấy rẻ, thôi chút xíu mình gài lại à, nó có cái gài nữa. Rồi, kế tiếp. Kế tiếp thì cái nào nó hết nữa đây? À, thôi sẵn cái kéo cắt nước mình giới thiệu dòng này luôn đi. Đây là cái dòng kéo cắt ống nước size lớn. Cái dòng này thì nó không có lưỡi Seiko nha, dòng này không có lưỡi Seiko. Cái dòng này thiết kế cái size của nó khá là lớn, để nó cắt tới ống 63 luôn anh em ạ. Cái ống 63, cái hồi nãy nó chỉ tới 42 thôi, cái này 63 anh em đưa đưa vào anh em cắt được luôn nha. Dòng này thì nó chỉ có nó không có cái lưỡi kèm theo nha, lưu ý giùm. Giá của cái này là 285.000, 285.000 anh em ạ. Xe lớn nha, thả ra đó, ok ha. Đó, giống như anh em cắt xuống hết là sát luôn, là tự động nhảy lên luôn ha. Đó, nằm bóp xuống nè, đây hết nè ha, bóp cái này nè, nhảy lắm rồi, thả ra cái ra là nhảy lên nè ha, thả ra cái nhảy lên là nhảy lắm ha. Rồi cái lưỡi này cũng là dòng thép không rỉ nha, lưỡi này cũng dòng thép không rỉ, 285.000 cho cái này nha. Ok rồi, anh em nhu cầu mua thì liên hệ. Cái tay cầm đây thì nó có phủ cái cao su này nè ha, nó êm 63 mm về luôn. Rồi cái dòng lớn này thì nó sẽ bán chạy chậm hơn cái dòng nhỏ, nhưng mà mình cũng về luôn, hôm trước thì cũng hết hàng một thời gian nha, cũng khách hỏi về tiếp, về cận Tết luôn em, về tới cửa hàng là tầm khoảng 20, nói chung mà về xong có mấy ngày nữa là mình bán được 2 ngày đó, bán 2 ngày xong nghỉ Tết luôn. Rồi kế tiếp đây là cái cục 500, cái cục 500 hit này hôm trước mình có giới thiệu là lần bán cực kỳ chạy luôn ha. Những dòng này giá có 70.000 thôi, cái này có móc nè để chúng ta đeo túi quần, đeo vô áo áo ngực á, hoặc là đeo túi quần đeo bên hông thắt lưng anh em, kẹp bên hông thắt lưng. Thì cái miếng 500 này nó có tác dụng là nó hít
tượng là có một cái chiếc móc này nè, hoặc là cái đầu vít gì đó, chúng ta cần đeo lên cao vậy hay hết vô vậy nè. Đó, chúng ta cài vô cái trong cái chúng ta le chèo lên cao, ta bỏ trong đây ha, xài gì bỏ vô. Đó, nó hết tiện dụng lắm anh em ha. Tiện dụng kỳ luôn. Thì ta xài gì bỏ vô hết. Nè. Này những anh em leo chạy lên cao làm về thợ điện thợ đồ đó, ngon ha, chúng ta bỏ những cái đầu vít thay vì nó kẹp vô cái máy được có mấy cái thôi, cái này nó sản xuất nguyên dòng này luôn đó, nó đựng nhiều vậy nè. Đây là con những con vít lớn này còn hết được nhiều nữa nha, nếu những cái đầu vít nhỏ nhỏ vậy nó hết còn nhiều lắm. Này là cái lớn không nó cũng đã là mười mấy cây rồi đó anh em ha, còn đồ nhỏ thì còn hết được nữa. Rồi những cái đầu vít đồ bắn tôm gì đó chúng ta cần gì đó ha, hoặc những ốc bắn tôm thì bỏ trong đây rồi chúng ta đeo nha, nó đeo giá 70.000 cái đầu cái này thôi nha. Rồi, rất là. Rồi ok nha, 70.000 cho cái 500 đeo này nha, có mã là 23228, 70.000 nha, 23228. Ok, hết rất là mạnh luôn. Rồi cái tiếp nối giới thiệu cho anh em về ba cái kìm cắt. Thì đây là ba cái kìm của ông Kinh, anh em lưu ý cái kìm này chỉ xài điện thôi nha. Kìm này chỉ xài điện thôi, đừng có đem đi cắt ba cái đinh hoặc là thép cáp cứng, đừng cắt đó, anh em chỉ cắt dây điện thôi nha. Cắp điện thôi. Đó, cắp điện dây đồng á. Đó. Thì những cái dòng này nó chuyên. Ok ha. Đó nè. Tại vì cái những cái dòng này anh em biết hả, xài điện thì nó chỉ chuyên điện thôi. Để nó thiết kế cái lưỡi nó cắt nó khác nhau anh em ha. Cái lưỡi cắt này nè nó sẽ khác so với những cái lưỡi của những cái dòng mà cắt cáp cứng nha, nó sẽ khác. Đó, anh em đưa cắt nó ngọt sớt à. Đó, nó ngọt sớt à. Đó, ok ha. Đó. Ok ha. Đó, nó ngọt sớt à. Nha. Rồi ok, rồi giá của cái kìm này là cái kìm cắt này là 100.000 nha anh em. Kìm cắt là 100.000, làm bằng thép CRV nha, thép CRV nó có cái độ cứng là từ 56 đến 62 HRC, chỉ cắt điện thôi nha. Kìm này là kìm 6,5 inch nha, 6,5 inch, nó to hơn cái 6 inch và nó nhỏ hơn cái 7 inch. Mấy ông làm nó lơ lửng gì đó. Và kìm này chỉ có điện thôi nha, có cái mã là 17794 đây nè, Sparline đây ha, xài điện thôi, thép CRV nha. Rồi kế tiếp nữa giới thiệu cho anh em một cái kìm nhọn đa năng. Đây kìm nhọn đa năng giá cũng 100.000 luôn, có mã là 17795. Kìm này cũng là bằng thép CRV, độ cứng từ 56 đến 62 và nó có cái size là 6,5 inch. 6,5 inch nó là 170mm á. À, nó gần với cái 7 inch đó nè ha. 6,5 inch. Đó. Thì trên đây nó có cắt nè, rồi răng nè, là những cái đồ mà nó xoay nè. Nó có những cái đồ trên đây kẹp nè. Đó, kìm nhọn đa năng rồi, rồi này có bấm cót đây nè. À, những anh em mà làm điện mấy cái này chắc quá là quen thuộc nữa ha. Chúng ta đấu gì đó, đưa vô chúng ta đấu, ta bóp rồi chúng ta cắt, chúng ta xoay, chúng ta kẹp rồi chúng ta bấm cót nhỏ đây ha. Ok ha, có hai đống cót đây nè. Giá có 100.000 thôi nha. Cái kìm này mình bán khá là chạy. Đó. Nó thiết kế 650 inch là cũng vừa tay anh em ha, nó vừa 170mm. Giá 100.000 có mã là 17795 nha. 17795, kìm nhọn đa năng. Đó, nó mỗi cái lỗ này nè ha, nó có xin cái lỗ nè anh em ha. Đó, một. Đó, ok rồi, 100k cho cái kìm nhọn đa năng này. Hiện tại bây giờ á, Tết từ hồi sau Tết vô thì hầu như chưa có ai giao được đơn hàng được anh em, bởi vì in còn tôi đê xa ngày hôm nay mới khai trương, ngày hôm nay mới khai trương cũng lên đơn hàng rồi mà cũng chưa chắc giao kịp ngày hôm nay đâu, tại vì khi mà công ty nó khai trương nhiều lắm ha. Thì mấy hôm nay mình bán, ngày hôm nay ngày thứ tư, mùng 5, mùng 6, mùng 6, mùng 7, mùng 8, hôm nay ngày thứ tư nè. À, ngày thứ tư mà mấy đơn vị cung cấp đâu có giao hàng qua đâu, còn gì bán đó tại cửa hàng đó nha. Rồi còn phía bên Tôn Sen đó, Tôn Sen thì anh em biết cái này nó tăng giá rất là nhiều luôn. Thì hôm qua hôm kia mình có làm cái video về tăng giá Tôn Sen, anh em có thể anh em coi lại cái video đó ha. Anh em nào có nhu cầu mua Tôn Sen thì mình mua trước cho em là trước ngày 15 nha, 15 tháng 2 á. Ồ, 23 tháng 2 á. Để hưởng sách giá cũ, còn sau đó thì nó áp, nó cập nhật cái giá mới vô rồi, vô phần mềm rồi nên nó không thể áp dụng giá cũ được nữa. Thì có đó phương án để mình tính sao cho anh em ha. Thì đó chỉ tính với những cái hàng tồn kho hiện tại thôi. Chứ
cái hàng mà ngày hôm qua mình nhập á, là bắt đầu áp dụng giá mới đó nha anh em. Chiều ngày hôm qua nếu mà nhập là bắt đầu áp dụng, ủa hôm nay chứ, hôm nay nhập là áp dụng giá mới nè. À, những cái đơn hàng hôm nay mình đặt hàng là áp dụng giá mới hết rồi, đâu áp dụng giá cũ đâu. Giá mới thì dựa theo mức chiết khấu mới thì nó đưa vô, nó giá nó cao lên mình bán giá cũ đâu được, mình chỉ bán giá cũ đối với những cái hàng tồn kho thôi, còn những cái hàng mà mới cập nhật về là bắt phải phải giá mới hết. Rồi cái tiếp nữa đây là cái kìm răng, kìm răng cũng 7 inch luôn anh em á, cũng là kìm điện luôn nha, Power Line 17791. Thông thường cái 7 inch thì nó cầm vừa tay ha. Kìm răng thông thường mình bán cái 7 inch là nhiều hơn cái 8 inch đó, tại cầm vừa tay hoặc là nhỏ nó có 6 inch. Dòng này cũng là thép CRV ha, độ cứng từ 50662 HRC đó, vừa cắt kẹp gì đó. Cái này cũng vậy ha, anh em cắt điện này nọ thì nó cũng nó chỉ xài điện thôi nha, chứ nó không có, chứ nó không có xài, chứ nó không có xài ấy nha, đó điện thôi. Đó. Thấy cái lưỡi đây nè, anh em thấy cái lưỡi mà nó mài mà để cắt cái điện đó, nó sẽ khác so với cái, nó sẽ khác so với những cái dòng mà nó chuyên cắt đinh cắt thép. Đấy, ok ha. Rồi cái kìm răng là giá là bao nhiêu đây, 125.000 cho kìm răng này nha. Ok, 125.000. Nó với công cụ về kìm đồ á, kìm của anh em là nó dễ bị sét lắm, anh em về có nếu có chất chống bị sét thì mình xịt vô nha. Rồi kế tiếp đây là kìm cộng lực mini đó, anh em cắt đinh cắt đồ cứng rồi xài ông này nè. Ông này thì cũng xài cũng đồ các loại mà loại thép cứng á, là chỉ có 2 mm thôi, còn mấy loại sắt kia thì có thể lên tới 4 mm nha. Này kìm cộng lực cái dòng này cũng là thép HRC, dòng độ cứng tới 52 đến 62 nha. Dòng này thì anh em cắt độ cứng được nè, vậy khi mình cắt độ cứng á, thì cái lưỡi nó sẽ thiết kế nó to hơn để nó không có bị độ bền, nó cao hơn nó không có bị mẻ ha. Rồi cái kìm này giá là 105.000 nha. Đây, kéo xuống gạt lại xuống nè, nên gạt xuống nha, hơi cứng đó, nó đưa lên vậy ha, mình gạt. Ok đó, nó có lò xo nha. Thì cái đồ nào mà lần cứng anh em đưa sát vào trong, tại nó thiết kế là dạng cộng lực nha. Cộng lực thì cái gì đó mình cắt ở trong đây nè, nó đồ cứng thì cắt ở trong này ha, nó ngọt lắm. Cái kìm lúc trước mình có review hết rồi, test thử ABC các kiểu hết luôn rồi đó. Thì không có cắt lại nữa. Rồi 29542 giá là 105.000. Ok nha. Rồi kế tiếp nữa thì mỏ hàn chì đi. Đây là hai cái mã mỏ hàn chì, một cái có chỉnh và một cái không có chỉnh ha. Đây là có chỉnh nè. Còn dây này dây không không chỉnh nè. Nha, một cái có chỉnh thì 190.000, cái không chỉnh là giá là 120. Thì cái có chỉnh thì nó cũng thiết kế như nhau thôi nha anh em, thiết kế như nhau thôi, chỉ khác nhau với chỉnh nhiệt độ đây thôi. Rồi cái có chỉnh thì giá là 190.000, về cái sợi dây là sợi chống cháy ha, đó, dây dây chống cháy có trang bị 2 đầu, cái đầu nhọn, một cái đầu nhọn đót nè, một cái đầu vừa nè nha. Đó, nó cho bị 2 cái đầu, nó dùng cái này là nó chỉ có 20W thôi, nó dùng ở trong đầu đầu sứ bên trong á nha, nó dùng mạch đầu sứ nên cái này nó chống giật nó rất là tốt luôn nè ha. Nó trang bị ra đây cái vỏ bằng nhựa ha, cầm đây nè. Rồi này thôi, chỉnh nhiệt độ lên từ 250 đến 500 độ C và nó nóng khi anh em cắm điện vô trong vòng khoảng 20 giây thôi là anh em hàng được rồi. À, anh em cứ cắm điện vô rồi mới coi cái đồng hồ mình nó nhảy đúng 20 giây là chúng ta hàng được, nóng lẹ lắm, nóng rất là lẹ luôn nha. Thì ở trên điều chỉnh nhiệt độ đây nó có cái số nè, ví dụ như là 250 độ, 300, 350, 400, 450, 500 độ C nằm trên đây, nó có cái số để mình chỉnh nhiệt độ nằm đây. À, cái dòng này thì anh em nhiều người quen quá rồi, 190.000 này mình bán ra nhiều lắm. 17821 nha, 17821 dây chống cháy 190.000. Và cái tiếp đây là dòng không có chỉnh. Dòng không chỉnh thì nó thiết kế cũng 20W thôi, nhưng mà cái thiết kế cái dòng này không phải dây chống cháy dây thường thôi nha. À, nó cũng nhớ nhiệt độ lên tới là 450 độ C thì nó cũng 20 giây là chúng ta hàng thôi. Nếu chúng ta hàng gia đình, hàng ít chúng ta mua mấy mỏ hàng này xài ngon lắm nha. Món này mình có cái xài ở nhà, xài riết xong rồi mình bỏ cái dòng bỏ dòng mỏ hàng kia ra luôn. Tại cái mỏ hàng kia là anh em dùng cái cuộn dây á, nó quấn nằm ở bên trong á, thì nó có, nó dùng lớp cách điện ngoài nữa, nên sạc thời gian thì
mình thấy nó bị giật, mình cũng bị giật mấy lần rồi. Thấy nó tê tê ở tay thôi nè mà. Tại khi mình hàng dây chì mình cầm đây, mình chưa mới hàng vô thì mình cầm thì cán thì nó không giật mà nó giật tay nè, dây chì anh em nó chuyện vô á nha. Nhưng mà đối với dòng này thì ok, dòng này thì nó thiết kế cái chỉ có 20W nó qua cái mạch nó đầu sứ nữa nha. Dòng này thì mình đã có review nhiều rồi. Đầu làm bằng thép không rỉ ha. Stainless steel đây. Rồi, 120.000, 17820. Hai này không hết cũng khá là lâu á, mới về lại nè. Rồi, mỏ hàng chì thì có cái hút chì đây. Cái hút chì này loại 17817 nè. Dòng này là 210 mm, giá chỉ có 35.000 cho cái hút chì như thế này thôi nha. Hút chì này thì bóp vô như vậy ha, bấm đó, hút chì rất là rẻ. Trên đây nó có đầu mút đi nè, anh em cầm nó dễ thương lắm. 35.000 cái thôi, trời ơi, quá trời rẻ luôn. 35.000 cái nha. Bây giờ anh em hàng phải hút chứ, anh em không hút vô rồi vừa anh em vừa gỡ cái món hàng ra cái thì cái chị nó đã đông rồi rồi ha. Như vậy thì cái này nó quan trọng lắm, có hàng thì phải có hút nè. Rồi 35.000 ra cho cái hút chị này thôi. Rồi kế tiếp giới thiệu anh em thêm về hai cái con dao, hai dao rọc cáp nha. Con dao này rất là xịn luôn, dao này là nó làm bằng cán gỗ nha, thép không rỉ. Đó, đồng giá 70.000. Con dao này dao mỏ cong nè, dao là dao mỏ thẳng nè đây đó, anh em thấy không, dao mỏ cong dao thẳng, và hai cái cán này á là nó là đều là bằng gỗ ha. Cái thân ở trên đây là thép không rỉ hết, tất cả này nè đều là thép không rỉ đó, nó gia công rất là sắc sảo luôn nha nè, thấy không, gia công rất là sắc sảo luôn. Chúng ta cầm để chúng ta gọt cáp này nọ ha, anh em nào gọt cáp cứng cáp lắm chúng ta xếp lại thôi. Này khá là bé nha, cái này chúng ta gọt trái cây được luôn chứ đừng không nói gọt cáp nha, gọt trái cây được luôn đó nha anh em, sắt được luôn đó nha. Đó là bằng thép không rỉ, là stainless steel này ha, cả hai đều là đều giống hết. Một cái cong cái thẳng, đồng giá 70.000. Cái thân ở trên đây nó ốp gỗ trong này, nó gia công rất là đẹp, nó đóng nó đột mà mấy cái thanh đồng người nữa ha. Rồi mình nghĩ cái này nó gia công cái này xong đóng đồng xong thiết kế này mà nó bán 70.000 ta, rẻ ơi là rẻ luôn. Không, nếu mà cán nhựa nó chồng vô thì chuyện bình thường rồi anh em. Dù nếu cán nhựa nó có khuôn mẫu thì nó đúc vô chuyện bình thường rồi. Còn cái này cái thân nó thì nó đã gia công, nó gia công cái này nè. Em để ý là nó gia công cái này cái thân này nè ha, bởi bên ngoài rồi nó ốp thêm một cái miếng gỗ ngoài nữa rồi nó đóng chốt và nó mài là cho nó đẹp nữa, mà nó bán có 70.000 à. Này còn đang giá cũ nha anh em. Đó. Ok ha. Thì hiện tại bây giờ những cái nào mà nó đang ấp giá cũ thì còn mình để giá cũ anh em thôi. Còn giá mới thì về cập nhật giá mới thôi, cũng khó nói lắm. Hàng hóa bây giờ thì nó bảo hộ lúc nào thì nó giữ giá, lúc nào thì giữ giá ha. Ông Quân Kinh này cũng vậy anh em ơi. Ví dụ cái nào nó giữ giá được là giữ, còn nào chi phí nó tăng là nó tăng. Nó trong khi lúc trước ví dụ như mấy cái hãng mà in cầu tô toàn nó tăng giá quá trời luôn rồi, Tôn Sen nó giữ giá ha, còn bây giờ nó tăng cũng quá trời quá đất luôn chứ đâu phải đơn giản đâu ha. Rồi ok nha, mỏ cong mỏ thẳng gì hết á, dao tức công thì nó cũng giá 70.000 thôi. Cái hàng này bán nhiều lắm, mới về lại đó, mới về lại. Rồi kế tiếp về con dao. Đây, con dao này mà giá chỉ có 105.000 thôi, giá cũ luôn nè. Con dao thiết kế giống như của Nhật vậy đó. Cái lưỡi SK4 nha, màu đen. Lưỡi màu đen anh em ha. Đó, có mã là 12123. Dòng này giá chỉ có 105.000 thôi. Dòng HVDT nha, dòng này dòng cao cấp nhất của hãng Bumkin luôn. Đó. Thì thiết kế đây nè, thân là bằng nhôm. Này là bằng nhôm nha. Thân này bằng nhôm nè, phủ cái cao su. Cái cao su nằm ở đây. Đó. Rồi lưỡi thép SK4 màu đen, cơ chế nó giống thứ của Nhật á. Bình thường anh em đẩy lên, mỗi lần cắt đẩy lên vậy cái xuống đúng không, cái dòng này không cần, ví dụ như chúng ta đang rọc là đẩy lên cắt thả về, đẩy lên cắt thả về rồi ha. Anh em đẩy này thì đẩy vừa vừa thôi nha, đừng đẩy quá lực, đưa lên cắt thả về, đưa lên cắt thả về thôi. Nó xài nó rất là an toàn, ví dụ chúng ta cần thao tác liên tục mà bỏ vô túi á, cái này rất là ngon. Mình có một cái là xài ở nhà đó, xài ở kho sướng lắm. Đẩy lên cầm này khóa lại ha, còn mình muốn giữ luôn á, đẩy lên vậy là nó khóa luôn nha, nó không có chạy về đâu, nó lóc luôn rồi đó, nó lóc cứng ngắc luôn rồi đó nha em ha, lóc luôn. Còn anh em muốn đẩy lên nữa đây nè, nhưng mà mình đẩy lên vậy thì mình cắt xong mình nhớ kéo về. Tại cái thao tác của những anh em mà làm ngành trong giấy cạc tông rồi đó, anh em cứ xài liên tục, đẩy lên nó cắt rồi thả về, nó liên tục vậy. Còn khi mình cắt lâu á thì mình đẩy lên vậy luôn để mình cắt nha. Còn mình xài mà mình rọc nọ thì đẩy nó thả về thôi. Rồi ok, 105.000 cho con dao này.
hàng vừa về luôn rồi. Về quên về hồi trước trước đó rồi đó. Giờ mới giới thiệu. Hôm trước thằng giới thiệu những cái mã mới. Anh em nó xem cách đây khoảng mùng 6 mùng 7 chứ. Mùng 7 em có giới thiệu về những cái mã mới của bông kinh vừa về. Còn bây giờ là những cái mã cũ mà hết hàng, bây giờ về giới thiệu lại ha. Rồi 105.000 cho con dao này nha. 1 2 1 2 3. Đây là con dao 75.000 thôi, mà con dao này nó thiết kế rất là hay luôn nè anh em. Con dao này còn 12121 ha, mã của nó đó. 5 cái lưỡi trang bị trong đây, 5 cái lưỡi giá có 75.000 thôi. Đó. Trang bị ba cái món này. Nha, ba cái món này. Món này để làm gì? Để chúng ta bẻ lưỡi nè. Rồi cái đầu này để làm gì? Đầu này thì để chúng ta máng trong đây nè, đây. Anh em ha. Máng vô đây nè. Đó, để chúng ta đeo. Rồi chúng ta leo trèo á, chúng ta kẹp nè. À, chúng ta kẹp vô chỗ nào chúng ta kẹp ha. Ví dụ chúng ta kẹp vô chỗ quần đi hoặc là túi áo đó cho con dao nó không bị rớt. Rồi khi chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ bóp này vô. Đó. Bóp vô lấy này ra ha. Bóp vô lấy ra. Đó. Rồi đó là về cái phụ kiện kèm theo hai cái xe chi tiết này nha. Thiết này bẻ lưỡi thì lưỡi nằm ở trong đây luôn. Đó, trong ứng dụng rất là hay khi chúng ta xài đỡ văng lung tung. Trong đây nó có kèm 5 cái lưỡi nằm ở trong đây. Và chức năng này là chức năng nó vừa dẻo là nó vừa khóa luôn. Khóa cứng như lắm mà nha. Khi chúng ta đẩy lên. Đó, mà chúng ta muốn làm độ cứng nó khóa như nè. Bảo đảm cái này mà làm rất là cứng luôn, nó không có sợ lượt, nó lưỡi nó chạy ngược về. Có nhiều con dao anh em cắt độ cứng luôn đó, lưỡi nó dễ chạy ngược lắm, nó khóa dạng nó khóa thường bên dưới á. Còn này nó khóa ngay cái đầu lưỡi luôn, nó dùng cái lực nó ép này vô nè, ép lưỡi nó vô thành này. Nha, cái thành này làm cứng cáp đó anh em ơi. Đó. Rồi, đó là về cái cơ chế của nó, SK4 ha. Rồi, cái dòng này thì nó thiết kế cái cán này làm bằng nhựa, nó bọc bằng nhựa rồi cao su nữa anh em ha. Cầm nó êm tay lắm nha. Êm tay. Và giá có 75.000 cái thôi anh em ha. Xài con này rất là sướng. Đó, anh em thấy nha. Rồi. Xả ra nha, đưa về. Trong đây thì nó sẽ có 5 cái lưỡi nằm ở trong đây nè. Anh em rút ra, bóp ra rút ra nè. Đó, 5 cái lưỡi nè. Đó. Ok ha. Rồi mình đưa vào. Mình đưa về hết rồi luôn, anh em rút rút ra hết luôn nha. Rút ra hết, bỏ vô 5 cái lưỡi. Đó. Rồi, đưa về hết. Rồi. Con lành ha. 75k cho cái con dao như thế này thôi. Giá khá là mịn màng luôn anh em. Khá là mịn màng luôn, 75.000. Rồi, kế tiếp nữa giới thiệu anh em về hai cái đèn pin. Hai cái đèn pin LED, đèn này 3 LED. Hai cái này mình nó như nhau thôi, khác nhau cái màu. Một cái màu đen, một cái màu vàng. Màu vàng đồng á nha. Cái dòng này thiết kế 3 LED. Và rất là hay ở chỗ là nó sẽ kéo dài ra. Nó sẽ có như đeo nè, quên nó có móc đeo nè, cúc áo nè. Hai cái này cúc áo nè. Ok ha. 500 trước, 500 sau nè. Đó, 500 này để tôi hít ha. Nó nghịch nha. Ok ha. Chúng ta hít này vô đồ ha, nó có kéo dài ra. Nha, kéo dài ra luôn. Rồi, có thể bẻ dài như thế này đây, có thể bẻ cong. Ok ha. Đó, anh em bẻ cong anh em làm mấy ô tô ngành xe kỹ thuật cơ khí rồi xài cái này sướng lắm. Nha, mình xài cái này anh em chui gầm xe đó, mình nó sáng lắm nha, nó sáng lắm mà đây. Nha, đó, dựng ta chiếu để ta làm việc. Trong này sẽ có ba đèn pin cúc áo. Pin này thực ra mà nói anh em mua rất là dễ. 4 cục hay 3 cục đây. 4 cục nè, 1 2 3. 4 cục pin cúc áo đây ha. Pin này anh em mua sách mua rất là dễ luôn. Đó, pin này thì đơn giản rồi. Ok ha. Vậy thôi, trên đây có 3 bóng LED nha, rất là sáng nha. Đó. Rồi, ngoài ra chúng ta có hít đầu này để chúng ta rước lấy vật dụng ở trong góc kẹt đó, hai cái đều như nhau hết anh em ha. Nhau hết, cũng kéo dài như nhau hết. Rồi một cái màu đen, một cái màu cam giống vậy, giá có 120 nha. Ok luôn.
Mấy cái đèn như này thì nên anh em nào có xe ô tô nên để một cái nha, để trong xe ví dụ lúc mình có đứt cầu chì hay chuyện gì đó mình lấy ra mình xài, hoặc anh em thợ cơ khí thợ kỹ thuật gì đó mà cũng nên có một cái ha xài, hoặc gia đình mà anh em hay làm mà thì nhỏ nhỏ mình có một cái mình chọi mình rọi gì đó ha. Nói chung tùy công việc mỗi người thôi, trang bị một cái giá có 120.000 thôi, khá rẻ. Cái này này vẫn còn giá cũ chưa tăng. Ok nha. Rồi cái tiếp nữa giới thiệu cho anh em về cái búa. Đây là cái búa pumpkin cán gỗ tiêu chuẩn từ VCS á, dòng này 800g có mã là 29150. Ở 29150 độ cứng từ 50 đến 55 HRC. À, 800g nha, giá 150 cũng không có tăng luôn. Cán gỗ này thiết kế cái cán này nó phủ thêm một lớp nhám, nó cầm rất là cứng tay nha. Ồ, cầm sướng lắm anh em ha. Búa này chúng ta đi chạy củi rồi nè, ha. Chạy củi vừa thôi ha. Đó. Đẻo chặt này nó ngon lành luôn, giá chỉ có 150.000 thôi. Đây cái lưỡi này thì nó anh em muốn về thì mình ấy thì nó bén thì mài thêm nha, cái lưỡi búa thì nó không thể nào bén như lưỡi dao được anh em lưu ý nha, lưỡi búa thì nó không bén như lưỡi dao được đâu. Nó chụm thêm một cái cao su nằm ở đây đó, ngon lành ha, có 150 thôi, 800g nha. K rồi, thích nhất là cái dòng này nó có phủ đây nè, phủ cái cán nó cầm nó chắc tay luôn, không có bị trượt. Kế tiếp nữa thì anh em một cái súng xịt. Rồi cái súng này súng xịt hơi á, nó sẽ có hai đầu, một đầu ngắn một đầu dài, thân là bằng nhôm nha, có phủ cao su, có chỉnh gió đây đó, có chỉnh luôn nha. Cái này thì anh em chỉ cần dặn đầu ra gắn vô thôi, muốn xịt ngắn muốn dài bỏ vô dài vô. Những anh em cái này nó làm bằng một cái sợi ni lông nha, cái tay này nè không phải bằng nhựa, một cái chất ni lông nó nhẹ và nó bền đó nè ha, nhẹ và nó bền. Ok ha, còn đây là chỉnh gió lưu lượng ha, cộng trừ, xoay qua đây là trừ, như đây cộng ha đó, trừ là giảm đó nè, xoay đây trừ là giảm gió lại, mà qua đây cộng là tăng gió lên. Rồi ok, giá chỉ có 135.000 thôi nha, dòng là dòng hai đầu, nó có dòng một đầu nữa, một đầu giá rẻ hơn, một đầu thì giá chỉ có 125 thôi, còn này hai đầu giá tới 135.000 nha anh em. Hôm trước hết thì này cũng về lại luôn rồi. Rồi ok ha. Cái tiếp nữa giới thiệu anh em một cái dòng, hai cái dòng này thì còn hàng hay là mình giới thiệu lại thôi ha, đọc dấu tự động. Cái đọc này thì đạt chứng nhận là TVGS ha, cái dấu tự động thép CRV. Rồi size 125 mm, xe 125 mm. Đây đó. Chỉnh cái này nè, xả ra thì nó giảm lực đi ha, siết vô thì nó sẽ tăng cái lực lên đó. Rồi thông thường ta để maximum, quan trọng là cái đầu này anh em ha, đầu là bằng thép CRV đó, rất là cứng. Cứng thì nó không có nghĩa là nó không mòn nha anh em, để ý mình xài những cái đầu này thì mình ấn vô những loại thép mềm hơn nó thì nó sẽ bền hơn, còn cứng gần nó thì nó sẽ xài nó sẽ mau ấy hơn. Hay quan trọng là cái loại thép nó xài thôi, còn nếu mà chúng ta làm bằng mấy cái loại thép mà loại sắt hợp, sắt u, sắt ống, sắt v đó thì nó bình thường rồi nha. Quan trọng là cái chân thép của cái đầu này đó. Còn cơ chế này thì anh em ấn xuống thì nó sẽ có dấu đó, một cái dấu khá là to trong gỗ luôn kìa. Định dấu gỗ cũng được nè anh em ha, đưa vô một cái là nó có ngay cái dấu gỗ luôn nè nha đó. Ok ha, vậy thôi, giá 155.000 anh em ha, 155.000 cho cây bốn cái đầu lấy dấu tự động này. Đầu này lúc trước mình bán của mấy cái hãng Nhật đồ mắc lắm nè, KDS gì Trung Quốc bây giờ lên là tới 500 mấy cái rồi, còn nó có loại 300 mấy nữa, 300 mấy nó cũng đứt hàng, không có hàng lâu lắm không có về nữa nha. Còn giờ mình về pumpkin xài có 100 mấy xài cũng ngon rồi ha. Rồi đây nè, thép CRV tính cái thân rồi nè ha, thân này là bằng thép CRV có độ cứng từ 50 đến 55 HRC nè. Rồi đây là cơ chế lò xo đồng 7 của nó anh em ha. Rồi 155.000 nha. Cái cuối cùng đây là cái khung cưa, trong các khung cưa mà mini loại mà 1,5 tấc á thì cái khung cưa này là đẹp nhất luôn anh em, để không biết khung cưa 1,5 tấc mà kia làm xấu lắm, thô lắm anh em ha. Mặc dù giá rẻ nhưng mà cái dòng này thì giá 85.000, anh em nhìn cái chất cái nhựa nó làm đẹp lắm, nó rất là liền luôn.
đây có khu đường nào đây nè, coi. Ồ, nó dán rồi, dán rồi, dán kính rồi nè mà nha. Cái dòng này nè, nó làm thân là bằng nhựa ABS 100%, size 6 inch, cái lưỡi theo nó là cái lưỡi 32T. Rồi có thể mà chúng ta cắt thẳng nè, 90 nè, có thể nghiêng 45 luôn. Chúng ta sẽ xả này ra. Anh em xả này ra và xoay này nè. Ở đây nó có là 90 nè, 45 nè. Anh em muốn 45 bên góc nào, bên trái bên phải, bên kia hơn bên đây thì tùy anh em xoay thôi nha. Giá 85.000 cho cái cưa này. Nhìn rất là đẹp. Đây ha. Đó, khung cưa nó rất là đẹp. Cầm nó êm tay lắm anh em ơi. Rồi ok, đây là sản phẩm cuối cùng nha, 85.000 cho cái khung cưa này thôi. Đây là tất cả về những cái dòng sản phẩm mà mình vừa về cập nhật ở bên cửa hàng ha. Thì chắc có lẽ 1-2 ngày nữa chờ những cái hàng bên Tonsen giao qua, bên Tonsen in cọ tô tò giao qua, mình tổng hợp rồi đê xa gì đó giao qua ha, rồi có hàng mình sẽ giới thiệu thêm cho anh em về những cái dòng sản phẩm. Thì mấy dòng sản phẩm mới thì hầu như trước Tết giới thiệu cho anh em rồi, còn về những cái còn đa phần những cái này là cái hết hàng cập nhật lại thôi nha. Bên cạnh đó thì những cái chai xịt cũng mới về rồi nè, cái lam xích cái cũng về rồi, nhưng mà lam xích nó về cái hiệu nó hơi khác một chút, nó nào cũng giới thiệu lại cho anh em á đó. Còn về Tonsen thì nó cũng về cũng mấy mẫu cũ thôi, hết hàng về lại. Tonsen cũng hết hàng nhiều lắm, mấy nay anh em ghé cửa hàng thấy trống trống là biết rồi, chưa có giao hàng được luôn á nha. Hôm nay thì nó khai trương mới mùng 7, chưa có giao hàng luôn. Ngày hôm kia khai trương mùng 7 ha, mùng 7, mùng 8 chưa giao, nay mùng 9 chưa giao luôn. Chắc có thể ngày mai hoặc ngày mốt thì nó mới giao hàng, tại vì khi mà khai trương xong cái đơn hàng nó nhiều lắm nè, đơn hàng của mấy nhà cung cấp đặt nhiều lắm, soạn không có kịp đâu. Anh em biết ví dụ như bên cửa hàng mình không á, vừa rồi nó thông báo không á là mình đặt về cái số lượng cái tên sản phẩm á là tới 1.100 mấy cái số lượng đó nha, chứ mình không có cái mã khoảng trăm mấy chục mã đó, còn về số lượng thì tới 1.000 mấy luôn, mà nó giao cho mình được là đây nè, tổng số lượng là 1.192 cái nha, còn nó giao được là 1.029 cái, vậy là cũng ok rồi. Có nghĩa là ví dụ như số lượng mình đặt 100 mấy mã, nhưng mà mỗi mã này mà đặt số lượng là 5 cái 10 cái, ví dụ như 100 mã 10 cái là hết 1.000 sản phẩm rồi nha. Mình đặt 100 mấy mã có mã 5 cái thì nó giao vậy là ok đó ha. Nó chuẩn bị nó soạn tới 1.000 mấy nhiều lắm, cái này không ít đâu nha. Và khi mà nhập về xong rồi còn mấy anh em mà nhập giá nó mất thời gian nữa. Rồi ok nha, anh em chỉ còn mua liên hệ số điện thoại dưới. Một lần cảm ơn nha, xin chào và hẹn gặp lại.